Ủa, nhạc hay ấy nhờ. Ông bà mình có câu thiện lai thiện báo, ác giả ác báo. Ai làm điều ác rồi cuối cùng cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả cho tội lỗi của mình. Hồi đó ở dưới quê tao, người ta hay truyền tai nhau về cái chết oan của một cô gái. Mình không biết là cô nào hay bác nào lồng cái đoạn vừa rồi, nhưng mà giọng nghe hay. Ui, cái khung cảnh này nó giống như là Việt Nam của mình ở những cái năm 70-80. Mà cái khung này nó khung cảnh ngày xưa mà ở quê ấy các bạn. Kiểu còn thưa thớt, xong rồi đèn bây giờ còn dùng đèn dầu mà. Chi tiết này có vẻ là rất là đẹp nha. Đây là mấy củ khoai tây này. Đây là cái bình rượu này. Có thêm cái rìu ở đấy, các bạn biết gì không? Nếu mà có một cái can rượu và một cái rìu, tôi có thể khẳng định đây là một nhà, một người đàn ông mà rất là nghiện rượu. Chắc chắn đây là nhà của thằng Darling. Tin tức thanh niên nghi án chồng giết vợ rồi tự tử. Một thảm kịch gia đình diễn ra vào lúc rạng sáng. Xác người vợ được phát hiện cạnh một miếu thờ, cùng tang vật là một con dao. Người chồng treo cổ tự tử. Sự việc được kể lại bởi con trai của nạn nhân. Nguyên nhân dẫn đến thảm kịch vẫn đang được điều tra làm rõ. Vậy hóa ra đây là căn nhà của một gia đình ba người, đấy là vợ chồng và con trai. Và để mà nói người chồng đã giết vợ, từ giết vợ ở đâu nhỉ? Giết vợ ở một cái miếu thờ và treo cổ tự tử tại nhà ngày hôm sau. Nếu mà đúng ấy thì đây là cái nơi mà ông chồng tự tử này. Ok, mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục đi. Không biết là đèn nó có hết pin không nhỉ? Châu ơi, ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng châu cày với ta. Con mẹ nó, tao quên thơ rồi châu ơi. Chúc mày một buổi tối vui vẻ nhé. Ui, cổ đông của Chicken Gang này các bạn. Hello anh em. Mình vừa giao tiếp, bọn nó bảo là đây ghê lắm, mày nên rời khỏi đây trước khi có thể. Nó có một cái khung cảnh mà mình cảm giác rất là thân quen, tại vì nó lấy cái bối cảnh ở Việt Nam, những cái năm ngày xưa. Không có một lý do gì mà tự nhiên có một con điên nó bò từ cái bụi rậm này, nó bò qua bụi rậm kia vào giữa cái con đường tao. Đây là vùng quê nào vậy? Đây là một cái cổng làng các bạn ạ. Theo như mình biết thì đây là cái vật mà nó rất là linh thiêng. Tại sao lại thế? Đấy là vì nó là thứ mà nó đã chứng kiến được tất cả mọi thứ của cái ngôi làng này xảy ra từ xưa đến giờ. Bao nhiêu thế hệ sinh sống ở ngôi làng này, sinh ra và lớn lên và mất đi, thì cái cổng làng này đã chứng kiến hết rồi. Và đây là một cái vật, nói chung là nó rất là linh thiêng. Một miếu thờ thì mình có thể khẳng định đây là cái nơi mà bà vợ chết. Mình có thể thắp hương không nhỉ? Bát hương nhìn đúng chất Việt Nam luôn ạ, thề nhìn kiểu gốm sứ luôn. Từ từ để mình nghe cái. Mình vừa giao tiếp với mấy con chó sói các bạn ạ, nó bảo là cụ mày đến đây là mày chết rồi. Mình đang thắc mắc là tại sao nó chỉ có một con đường nó dẫn đến một cái ngôi nhà này, và đây là nhà của ai nhỉ? Cái miếu. Ui dồi ôi, em ơi, tại sao em lại đóng cửa, anh có làm gì đâu. Ê, hoa này là hoa gì nhỉ? Nhìn thơm quá. Nó có một cái bùa chấn. Mình cây mai hoa. Mẹ, con ma nhìn ngu á, đang bảo là nó có một cái bùa kiểu chấn nhà. Ui, ngày 17 tháng 4 năm 1983. Mình nghĩ đây là, từ có một bức thư. Bài thuốc sinh con trai, trồng cây thuốc mà thầy đã đưa trong vườn nhà, gần nơi vợ chồng con ngủ. 13 ngày sau lấy lá thuốc, rã lá thuốc thật nhuyễn, sau đó cho vào rồi nấu sôi, đưa cho vợ uống liên tục trong vòng 6 tháng đầu tiên, đảm bảo sẽ sinh con trai khỏe mạnh. Thầy tứ, thầy sợ lắm quá. À là bây giờ mình à rồi đã hiểu. Bây giờ là mình rẽ thuốc đúng không? Có vẻ như thiếu lá thuốc à lợ. Từ có thêm một cái bức thư là, thư gửi mình. Đã 2 tháng kể từ khi mình mang bầu, anh nhớ mình lắm. Thầy tứ đã nói con mình sẽ là con trai, chắc chắn nó sẽ là một thằng nhóc khỏe mạnh. Ông bà nội sẽ khoái thằng cháu đích tôn này lắm. Hết công chuyện, anh sẽ xin về ở với mình một thời gian. Hai má còn giữ gìn sức khỏe nhé. Thương mình. Em, bây giờ là đang thiếu lá thuốc thì mình mới rẽ được thuốc đúng không? Có nghĩa là mình phải đi sau vườn. Đây rồi. Con mẹ mày, con quẹ bố mày giết mày bây giờ.
Rồi ok, đóng cửa lại. Tại sao trên trên nệm nó có mấy cái lá bùa nhỉ? Chê góc, chê góc. Ôi không ai, không ai, không ai, không ai. Dạ. Bẻ thuốc. Rồi bây giờ mang đi nấu. Không ai, không ai. Chìa khóa săn. À, đấy thấy cái ổ khóa rồi nha. Đây, tao thấy ổ khóa rồi. Xem xét, đéo phải. À đây, 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 trên này chắc rồi. Đây rồi. Giờ cơm tới rồi. Từ từ, đéo xuống được rồi. Tính gì á? Đứng thở đúng không? Mày đừng... Nhìn mày, nhìn đây. Mẹ tao sợ mày á. Mày như nào? Làm sao? Ủa từ từ. Đây là cái nơi vừa nãy mình đến mà. Đây là cái cổng làng và đây là cái miếu vừa nãy. Ghê quá. Đây, baby shark đu 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 đu, đừng khóc nữa. Baby shark đu 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 đu. Trời. Coco melon vẫn được công nữa. Thôi thôi, chạy 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 chạy. Hello người anh em. Làm sao đây? Làm sao? Tự nhiên là sủa. Và có một vấn đề gì mày mới sủa đúng không? Tao cho mình gửi mùi riêng mùi xẻ bây giờ đấy. Mày câm con cụ mồm mày đi. Không có hù à? Tưởng có hù chứ. Lại thiếu bùa. Đây là một căn nhà khác à? Bùa này cực kỳ linh nghiêm. Thầy của thầy chỉ truyền lại cách làm nó cho một đệ tử duy nhất. Con hãy đốt lá bùa cho vào chén nước về đưa cho vợ con uống. Thầy xâm lược thật đấy. Thầy này bị nhèm đấy. Đéo sao sinh con trai. Rồi rồi, có thêm một cái lá thư đây. Tuần sau là anh sẽ về với mình rồi. Con trai tụi mình chỉ còn vài tuần nữa là chào đời. Nhớ sử dụng bùa mà thầy tứ đưa cho gia đình mình nghe. Đây là thời điểm quan trọng, cần phải làm theo những gì mà thầy đã dặn. Con trai tụi mình sẽ thông minh và làm rạng danh dòng họ. Mình hãy nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, cho mình và con nha. Thương mình nhiều lắm. Đây diêm đây rồi. Cái mặt người vợ này. Ê, nhưng mà từ từ nó có mấy cái số ở trên tường rồi mà. Vừa nãy mình ở căn nhà kia là ngày bao nhiêu nhỉ? Mình ở căn nhà kia là ngày 17 tháng mấy năm 1983. Mà thế đéo là mình qua đây đã là ngày 13 tháng 3 năm 1984. Mà thế đéo nào đây nó có số 3 sao? 1, số 3 và số 6. 4, 5. Mình nghĩ nó sẽ dùng để giải mẽ. Đâu rồi? Thề game ghê á. Nghĩ bây giờ mình sẽ đi tìm chìa khóa. Tìm chìa khóa để mở nốt những cái căn cửa này. 29. Game ghê quá, nổi hết da gà á. Nghĩ là sẽ tìm được cái gì đấy. Mình nghĩ là game này nó sẽ khá là chi tiết. Mình hãy để ý mọi thứ ấy. Kiểu gần như là mọi thứ ấy. À có một cái rương. Mẹ số à. Đây đây, đây. Vậy hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. 1 là 1, 6 là 3. Vậy có nghĩa là nó sẽ là số 3. 2 là 9 à. 1, 9, 6. 1, 9, 6, 5. Ok. Đây rồi. Cá lược của ông 6. Thôi kê mẹ mày. Tự nhiên nó bảo tôi chết oan quá, các bạn nghe thấy không? Cái mẹ mày chứ. Nó tao không đéo mày. Ồ, game ghê thật. Demo như này là quá hay rồi. Đây là một cái con game mà nó sẽ hứa hẹn đấy. Xin chúc tất cả anh em bên studio nào đấy mà không biết tên mà làm game cỏ máu này thực sự là hay. Mình lâu lắm rồi mình mới chơi một cái con game kinh dị mà nó cảm giác hay như thế này. Đồ họa thì cũng đẹp. Mà để mà nói về cái phần âm thanh là cực kỳ tốt. Và mình cũng cảm thấy là cái game này nó có một cái nội dung nó rõ ràng. Và nó khá là logic. Và mình đang rất là tò mò để xem là thực sự đằng sau đấy cái lý do ông chồng giết bà vợ nó là gì. Mình nghĩ là nó còn sâu xa nữa. Và đây là một cái con game mà mình cảm giác là rất là đáng để chơi. Game này nếu mà để cho điểm thì mình đang cho là khoảng tầm 7 trên 10. Ngoại trừ mấy cái việc là cho mấy âm thanh nó quá ghê thì mình trừ điểm. Và cái đoạn cuối con chó kia nó ra nó bỏ bảo là tôi chết oan quá thì mẹ mình chưa trừ điểm là may. Ok. Game sợ vẫn 10 trên 10.